Ngày 2 tháng 2, Thiên Chúa cắm lều ở giữa chúng ta. Chính Thánh Gioan nói rất hay rằng tình yêu hoàn hảo xua tan sợ hãi, là Ngài chỉ về tình yêu thần linh xuất phát từ Thiên Chúa. Gioan không nói về tình cảm con người, sự thương tích tâm lý, sự hấp dẫn lẫn nhau hoặc tình cảm liên vị sâu sắc. Tất cả những thứ đó đều có giá trị của nó, nhưng tình yêu hoàn hảo mà Gioan nói tới bao trùm và vượt trên mọi kế hoạch, cảm xúc, tình cảm và đam mê. Tình yêu hoàn hảo xua tan mọi nỗi sợ hãi là tình yêu thần linh mà ta được mời gọi tham dự vào khi ta học cách sống thân mật với tác giả của tình yêu. Do đó, nhà, nơi mật thiết, nơi của sự thuộc về đích thực, không phải là nơi do bàn tay con người tạo ra. Nơi đó được Thiên Chúa tạo ra cho ta. Ngài đã đến cắm lều ở giữa chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta đến ở trong nơi chốn của Ngài. Ngài đã chuẩn bị một căn phòng cho ta trong ngôi nhà của Ngài.